Hello các anh em, mua chai này và không mua chai này, đó là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Thật ra thì nó không phải là cái gì đó quá to tát cả, mà mình sẽ chia sẻ 6 chai nước hoa và mình tin rằng nó có những cái option nó tốt hơn, kiểu như thế. Thì nếu như các anh em nào đang tìm hiểu và trong cái list nước hoa của các anh em có một trong 6 chai nước hoa mà mình sẽ nói trong video này, thì mình nghĩ rằng đấy cũng sẽ là một cái thông tin để cho mọi người tham khảo. Và mình xin nhắc lại rằng đây là cái quan điểm cá nhân của mình nhé. Anh em cũng chỉ là để tham khảo, chúng ta sẽ có thêm một cái khía cạnh, một cái góc nhìn khác để trước khi định mua một sản phẩm nào. Thì thôi, anh em mình không nói nhiều, vào việc luôn. Chai nước hoa đầu tiên mà mình muốn nói đến đây đó là Dior Sauvage Eau de Toilette. Tại sao lại là mùi hương quốc dân này? Có thể là anh em đang bắt đầu lại thở dài, lại đang tại sao lại lôi chai nước hoa này ra. Thì mình xin nói một chút thông tin, đó là hiện tại Dior Sauvage phiên bản refill, có nghĩa là phiên bản có thể vặn ra và bơm, đã bị reform mùi. Đó, đấy là một cái thông tin mà mình mới phát hiện ra, mình mới test trực tiếp, đó là nó đã bị reform. Thì về cơ bản, độ bám mùi thì nó sẽ vẫn là dai dẳng, rất là dai dẳng, đúng theo cái bản đặc trưng mùi của Dior Sauvage. Thế nhưng độ tỏa mùi thì nó đã bị kém đi rất là nhiều. Không phải là kém mà nó chuyển sang một cái tông dạng như kiểu soft, mềm mại và dạng kiểu như gần như là skin scent. Chứ nó không còn một cái gì đấy nó hừng hực, một cái gì đấy nó gọi là tràn đầy sự sexy, một cái gì đấy nó rất là đầy năng lượng giống như phiên bản Eau de Toilette cũ. Đó, thì nếu như các anh em đang có ý định tìm hiểu Dior Sauvage Eau de Toilette thì mọi người nên xác định rằng nó đã bị reform mùi và cái hiệu năng mùi về độ bám thì vẫn rất là tốt, nhưng độ tỏa thì nó đã thay đổi, nó theo một dạng kiểu skin scent kiểu như thế. Và nếu như chúng ta chấp nhận được thì ok, câu chuyện dừng ở đây. Nhưng nếu như chúng ta không chấp nhận thì lời gợi ý của mình ở đây đó là anh em hãy tìm hiểu Dior Elise, một chai nước hoa mới ra mắt hồi năm ngoái nhưng mình nhớ không nhầm. Nhưng ở đấy là một chai nước hoa kết hợp oải hương, một sao thêm một dạng kiểu spicy, cay nồng, và mùi hương cũng rất là tốt, hiệu năng mùi cũng rất là ok, rất xứng đáng giá tiền. Đó, thì cái câu chuyện ở đây đó là nếu như chúng ta có ý định tìm hiểu Dior Sauvage Eau de Toilette và không chấp nhận cái việc tỏa mùi rất là nói chung là mềm và nhẹ, thì hãy tham khảo Dior Elise, một mùi hương rất là quyến rũ, hiệu năng mùi tốt. Đó, đấy là chai nước hoa đầu tiên, Dior Sauvage. Chai nước hoa thứ hai đó là Paul Smith Rose. Tại sao lại là chai nước hoa này? Nếu như các anh em nào ưa thích mùi hồng, đặc biệt là một cái tông mùi hồng tươi, một tông mùi hồng tươi ví dụ giống như là Diptyque Rose hoặc là MFK A La Rose, đó đều là những chai nước hoa theo một cái tông hoa hồng tươi trong buổi ban mai bình minh. Nhưng nếu như cái giá tiền nó là một cái rào cản, thì đây là một cái gợi ý cho các anh em, Paul Smith Rose, một mùi hương phải gọi là tuyệt vời, một mùi hồng rất là tuyệt vời, sẽ rất là xứng đáng đến từng đồng xu một chúng ta bỏ ra để sở hữu em nó, với sự kết hợp giữa trà, hồng và hình như là xả, mình không nhớ, nhưng trà và hồng kết hợp lại cùng với nhau tạo nên một cái mùi hồng rất là đắt tiền. Có một số các anh em đã ngửi mùi hương này và đều đánh giá rằng nó có thể hoàn toàn đương cự với các sản phẩm đắt tiền hơn nó rất là nhiều, ví dụ Diptyque Rose hoặc là MFK A La Rose vân vân, đại khái những đại loại những cái chai nước hoa nào mùi hồng tươi mặc dù đắt tiền hơn. Do vậy nếu như anh em tài chính không đủ, tương con này cho mình Paul Smith Rose rất là ok. Chai nước hoa thứ ba đó là Acqua di Gio Eau de Parfum. Về bản chất, đây là một chai nước hoa không tệ. Đó, nó không tệ, nó cũng rất là dễ sử dụng, đa dụng và hợp với mùa hè Việt Nam. Tuy nhiên, có một điểm mình cảm thấy không thích, đó là sau một khoảng thời gian vừa rồi nữa, mình dùng nữa thì nó thật là ở chai nước hoa này nó có quá nhiều những cái mùi hương nó kiểu na ná, kiểu như thế, dạng kiểu tông blue. Và cái mình muốn góp ý hoặc là mình muốn chia sẻ với các anh em, chúng ta hãy vẫn cứ nên tham khảo Acqua di Gio Profumo. Đó,
mình nghĩ rằng Acqua di Gio Outperform là vẫn tốt, thế nhưng Acqua di Gio Profumo nó sẽ vẫn là tốt hơn trong cái line hiện tại của Acqua di Gio, trừ một số, trừ Essenza đã bị diss thì mình thôi, mình bỏ qua, mình không nói đến. Thế nhưng so với những cái phiên bản flanker hiện nay còn đang vẫn sẵn trên thị trường thì mình cho rằng Profumo vẫn nhỉnh hơn so với Outperform. Do vậy chúng ta không nhất thiết phải sở hữu chai nước hoa này, mà hãy vẫn cứ là Profumo, mùi hương ok, hiệu năng ok, và các chị em ngửi, mình không biết là các anh em như nào, nhưng mình xịt, cá nhân mình xịt thì mình vẫn nhận được những lời khen đó, Profumo. Và giá thì mình vẫn nghĩ rằng là rẻ hơn, bởi vì những chai nước hoa mới thì đa phần sẽ là đắt hơn rất là nhiều, kiểu như thế. Chai nước hoa thứ tư đó là MFK 540. Mình đã nói phải đến 3-4 video rồi, thế nhưng bởi vì vẫn có anh em inbox mình hỏi là nên lấy extract hay là outperform, thì quan điểm của mình bỏ qua extract, không cần thiết phải mua extract, hãy chỉ cần sở hữu outperform là quá đủ cho các anh em rồi. Thực tế mà nói thì bản chất mùi của phiên bản extract là nó khác, thế nhưng nó ở cái mức độ mà chúng ta phải giống như kiểu là một nhà khoa học ấy. Một nhà khoa học mà chúng ta đang có một cái kính lúp và chúng ta sẽ ngồi, chúng ta sẽ có thời gian chúng ta soi đấy, bây giờ mới thấy phát biệt, thì phải dạng như kiểu một cái gì khá là chi tiết thì chúng ta mới có thể là thấy sự khác biệt. Còn lại bình thường để mà xịt thì mình vẫn cho rằng all the perfume là đủ, bởi vì khi mà chúng ta ngửi thì gần như hai tông mùi là 1.8, 1.9, 1.10, có nghĩa là gần như sẽ rất khó để mà bình thường chúng ta sẽ cảm nhận sự khác biệt. Do vậy về mặt kinh tế, về mặt mùi hương, về mặt hiệu năng mùi thì phiên bản all the perfume là đủ, bỏ qua extract. Ok, chai nước hoa thứ 5 đó là Le Labo Santa Barbara, một trong những chai nước hoa có thể gọi là nổi bật nhất, là gọi giống như kiểu một mũi nhọn chủ lực của nhà Le Labo Santa Barbara, với cái tông gỗ giống như kiểu sưởng cưa. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta cảm thấy rằng cái tông mùi chúng ta rất là thích, thế nhưng mà bởi vì nó quá là mạnh, nó quá là giống như kiểu khi chúng ta mua chiết về chúng ta thử thì chúng ta thích, thế nhưng mà có nghĩa là nó cảm thấy rằng nó hơi bị tiếc, là giống như kiểu chúng ta thích nhưng mà chúng ta cảm thấy tiếc là nó, nếu mà nó mềm hơn, nó bớt cái độ gọi là độ đầy mùi gỗ trong cái mùi hương của Le Labo Santa Barbara, thì chúng ta có thể tham khảo Replica Autumn Vibe, một chai nước hoa có sử dụng tông gỗ, và đặc biệt hơn là nó đã có những nốt floral để làm mềm mại cái tông gỗ đấy. Có nghĩa rằng ở chai nước hoa đấy nó có cái nét tương đồng với Le Labo Santa Barbara, và cá nhân mình thì mình thấy rằng nó có một cái thú vị là nó có thêm những nốt floral, thì khi chúng ta giống như kiểu một cái cây, nó cùng một cái miếng gỗ, thế nhưng mà một ông thì toàn gỗ là gỗ, nhìn có nghĩa là xôi thịt, nhưng còn một ông thì lại có hoa, có lá, có cái kiểu hương thơm của thiên nhiên bao quanh cái cây gỗ đấy, thì chắc chắn rằng là mình nghĩ rằng cái ông thứ hai nó sẽ dễ chịu hơn cho các anh em. Thì đấy, cái ý của mình là chai Autumn Vibe nó là một dạng kiểu như thế. Thì anh em nếu mà đang tìm hiểu Le Labo Santa Barbara và chúng ta kiểu như thế, kiểu như cái mình vừa nói xong, thì Replica Autumn Vibe là một trong những cái mà gợi ý của mình dành cho các anh em. Ok, và cuối cùng đó là Dolce & Gabbana The One. Cái line này nó có cơ số là phiên bản flanker sport này, gray này, gold này, intense. Nhưng với mình chỉ muốn nói với các anh em, chỉ cần phiên bản all the perfume là đủ, đừng nên mua không phải là đừng, hãy nghĩ hoặc là tham khảo, không nên mua những cái phiên bản flanker khác. Mà với mình EDP là đủ, bởi vì từ gold, từ intense, từ gray, từ sport mình không đánh giá quá cao. Nó không phải là tệ, thế nhưng mình không đánh giá quá cao. Hãy chỉ cần all the perfume là đủ. Đó, đấy là chai nước hoa thứ 6. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ với các anh em, đừng nên mua chai này và đừng nên mua chai này. Rất hy vọng các anh em thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe. Bây giờ thì bye bye.